Hello, Hello, chào mọi nè, người. tập thể nha. Rất là vui và hạnh phúc hôm nay là được trở lại để mà trò chuyện cùng với cả nhà, cùng với năm chị em chúng em. Em xin chào chị Hân, chị Trang, chị Daisy và chị Loan cùng tất cả mọi người. Một buổi sáng thứ bảy thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì thời tiết bên Iowa á, nó bây giờ nó rất lạnh rồi. Nên là cái vào cái thời tiết này mọi người dễ bị cảm rồi mất tiếng. Em nguyên một tuần bộ đồ là mất tiếng, hôm nay là mới nói nên là mấy chị em thỏa sức nói. Và trở lại với nhóm hạnh phúc giản đơn của chúng em hôm nay á, thì một cái đề tài nó rất là nóng, là hot, là đề tài mà rất là nhiều người quan tâm, đó là cái cạnh bệnh mạng lưới online. Thì các anh chị em rất là em nghĩ rằng là ai cũng lo sợ khi mà mình làm việc trên online, tại vì mình không biết là cái đó là thật hay là cái đó là giả, vì cái mạng lưới online nó rất là hữu ích nhưng mà nó cũng có những cái hại, tại vì cái gì càng có càng hữu ích thì nó phải sẽ có cái mặt hại của nó, nên là mình phải biết để mình tránh chứ không phải là mình né đó. Không, mình không có né được. Đi trên một đoạn đường chắc chắn là mình sẽ phải gặp cái đoạn đường đó, nó có gồ ghề hay là nó bằng phẳng, là mình muốn đi qua đoạn đường đó bắt buộc mình phải gặp gặp những cái điều nó trắc trở hay là những cái điều thuận lợi thì bắt buộc mình sẽ phải gặp nó. Nên là các anh chị đừng nghĩ rằng mình không làm nó thì mình sẽ không bị lừa, không có đâu. Mình không làm thì mình càng ra bị lừa, tại vì mình không biết cái gì để mình tránh. Em cũng xin chia sẻ một chút một số cái cạm bẫy mà cái mạng lưới online nó mang đến cho chúng ta. Ngoài cái mặt thuận lợi là các anh chị đã biết rồi đúng không ạ? Thuận lợi cho mình đó là mình có thể liên lạc tất cả được mọi người, làm việc tại mọi lúc mọi nơi. Cái mặt thuận lợi của nó rất là nhiều rồi, em không kể đây nữa. Nhưng mà hôm nay em kể mà một số cái cạm bẫy của nó, tức là những cái chiêu trò mà chỉ có một số nhỏ thôi ha, một số nhỏ những người mà không có những người mà gọi là gì, những người khuất mặt khuất mày á, người ta hay dùng cái từ mà khuất mặt khuất mày, tức là những người mình không có biết đến họ, những người lợi dụng cái mạng xã hội, lợi dụng cái điều tốt đó để họ làm những cái điều không tốt, đó là họ tạo những cái account giả để mà họ đi lừa người thân của mình đó. Họ dùng cái account của mình, họ dùng tên của mình, họ dùng những cái thông tin của mình để mà họ đi lừa người thân của mình bằng bằng cái gì, qua cái mạng, qua Messenger nè, rồi qua Facebook nè, qua qua website nè đó. Mặc dù là cái công việc đó là tạo ra một account giả để họ làm cái việc là lừa người khác, chứ công việc đó không phải là công việc giả ha các chị ha. Để ý nha, khi mà có những tin nhắn gửi đến cho mình nói là cháu em, con em thi người đẹp Việt Nam hay là thi tiếng hát truyền hình hay là thi bất kỳ cái gì đó, ơi lít vào cái link đó để ủng hộ con em, cháu em, người thân em vậy, thì đừng bao giờ lít vô nhé các anh chị. Cái điều đó là nguy hiểm, khi mình lít vô mình sẽ bị hack thông tin, mình sẽ bị mất account của mình và họ sẽ lợi dụng cái điều đó, họ lấy cái thông tin của mình để đi lừa những người khác. Và cái chiêu trò thứ hai nữa, bây giờ hiện tại bây giờ nó rất là nhiều nha các anh chị, đó là họ họ lợi dụng cái lòng tham của mình á. Ai cũng có lòng tham hết đúng không, em cũng có, ai mà chẳng thích tiền. Mình thích tiền chứ mình thích giàu, ai cũng có cái điều đó đó. Vì vậy khi mà người ta đánh vào cái tâm lý của con người, cái tâm lý con người đó là quan trọng, đánh vào cái tâm lý của con người. Khi người ta đánh vào là mình như là thích làm giàu, nhưng mà có những người thích làm giàu một cách là mình không cần phải làm gì hết. Qua một đêm một cái là mình giàu lên, hay là mình chỉ có ngồi đó thôi, đó mình bỏ tiền vô mình ngồi đó, xong hôm sau cái là mình được double, cứ mình bỏ vô mình double 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 đó, như vậy
Không bao giờ có cái chuyện mà mình không làm gì hết mà có nha các anh chị. Đó. Có rất nhiều người bị lừa vào cái vụ đó. Cứ bỏ tiền vô. Khi mà mình bỏ ít đó, thì người ta còn cho mình lấy lại. Ví dụ như bỏ vô 20, hôm sau đó cho mình lại 40. Trời ơi, mừng quá. Bỏ vô 20 mà lấy lại được 40 lời, quá lời đúng không ạ? Ai cũng thích. Nhưng mà đến khi mà mình bỏ vô 100 triệu, 200 triệu rồi, đến lúc đó nó bảo là bây giờ không lấy được, bây giờ phải bỏ thêm nữa mới lấy được. Mình càng bỏ vô thì mình càng mất. Ở Việt Nam bao nhiêu người bị như vậy đến nỗi mà đột quỵ luôn các anh chị. Và ngay chính ở bên Mỹ em, ở tiểu bang của em nè, cũng mới có một người bị đột quỵ mất luôn. Vì biết chơi chứng khoán. Mình bỏ tiền vô mình bị lừa, cứ bỏ vô mà bỏ vô đến nỗi bỏ vô 100 ngàn ở bên này, tiền 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 đô la, các anh chị nghĩ xem. Bỏ vô như vậy xong rồi xong rồi sốc quá đột quỵ rồi qua đời luôn. Rất là cái nhiều cái chiêu trò nha các anh chị. Nếu như mà mình cảm thấy rằng là mình không là cần làm gì hết mà mình giàu lên được á, đừng bao giờ mình suy nghĩ có cái điều đấy. Tất cả mọi người giống như làm online như các anh chị em cho em ở đây, chúng em phải làm việc, chúng em phải làm việc ha, chứ không phải là chúng em ngồi đó ngồi chờ các anh chị đến với chúng em, là không có, chúng em không có ngồi chờ, mà chúng em làm mỗi ngày, chúng em đăng những cái điều hay, chúng em đăng những cái điều tích cực để mà cùng nhau khích lệ cái cuộc sống của mỗi người đó, chia sẻ những cái điều hay, chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái điều mà chúng em biết. Vì vậy các anh chị được nghĩ rằng là mình thấy như vậy mình sợ quá chết rồi, mạng xã hội ghê quá, mình không có nên đụng chạm đến nó, thôi mình khỏi cần tạo account Facebook, mình không cần phải tạo website, hay mình không cần phải làm gì hết để mà mình né nó. Mình đừng có tâm lý như vậy nha các anh chị. Nếu như mình càng né nó mình càng gặp, mình phải tạo Facebook để mình lên, mình biết được rằng là mình học hỏi ha, mình học hỏi chứ không phải là mình làm cái đó để mà mình sợ là họ dùng cái thông tin của mình để họ lừa. Mình phải biết cách để mà mình giữ account của mình chứ, đó là mình phải học hỏi, mình phải làm. Giống như có những người mà em biết, một số bạn bè của em á, mấy chị nói là mình sợ lắm, mình sợ mạng Facebook lắm, tại vì mình không có xài luôn á. Mình sợ mình bị mất thông tin, rồi mình sợ người ta lừa mình thế này kia, rồi không xài nó, rồi không biết được mạng xã hội bây giờ nó có rất nhiều chiêu trò, đến khi đụng một cái rồi bị lừa luôn, biết mình không biết được để mình né mình tránh đó. Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ một chút như vậy, những cái mà em thấy được á, là em hay gặp những cái tin nhắn, những cái email á người ta gửi đến cho em nói là bạn đã trả phí những cái này này, bây giờ bạn cần phải lít vô để mà mình xác nhận. Cái là em bảo ủa em đâu mua cái này đâu, em đâu mua cái này đâu, tại sao view về trên cái email nha các anh chị. Đó. Khi mình thấy nhận được cái email mà nói nó đó là void, rồi mấy cái bill này kia mà phải trả tiền này kia, không bao giờ, nếu như mà mình không có phải nó, mấy cái email tào lao gửi đến nó hiện lên là mình đã trả tiền trả phí rồi, họ đã nhận được cái để mình trả tiền đó, đừng bao giờ lít nó bỏ đi nha các anh chị. Lít vô đó là mình bị hack vô cái account nhà băng là đừng bao giờ. Thì hôm nay em chia sẻ một chút như vậy, em trở lại với chị Daisy. Chị Daisy chia sẻ một chút cho cả nhà mình biết một số những cái gì mà cạm bẫy của online này nha, mời chị. Hôm nay đây gì rất là vui được trở lại chương trình talk show của nhóm Hạnh Phúc Giản Đơn. Bây giờ cũng là mùa lễ Noel em rồi, thì đây gì cũng xin chúc tất cả anh chị em từ khắp mọi nơi một mùa Giáng sinh thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì hôm nay chủ đề của nhóm tụi mình sẽ chia sẻ về cạm bẫy của mạng online và cách khắc phục. Thì mỗi người Daisy chắc chắn là sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau. Hầu như là nếu mà mình đã là business online
owner rồi thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều những cái trong trong cái cuộc hành trình của mình đã trải qua. Thì đó cũng là một cái bài học rất là giá trị. Nếu mà mình không làm online business này thì có lẽ mình không có có biết được cái mà đó là có Như đường dẫn ở bên đây gì hơi chậm. Ồ, chắc internet của em quá, để em tắt bớt ấy. Cảm ơn chị cho em hay rồi, rồi để em xem vậy. Chắc có lẽ hôm qua giờ internet nhà em nó hơi bị problem. Rồi, nghe được rồi đó em. Ok, thế em mở nhiều nhiều cái tab ở trên laptop quá, sorry mọi người nha. Thì Daisy cũng đồng ý với lại như Phượng là làm những cái thông tin mà giống như hiện hiện tại bây giờ rất là thịnh hành, đó là những cái đường link mà mình nhận được là nói là có bà con hay là gì mà thi hoa hậu này nọ, thì nhất định là mình phải rất là cẩn thận, bởi vì Daisy cũng đã trải qua cái trường hợp đó, ngộ lắm. Tự nhiên có bà con nghĩ là đâu có gì chuyện này không thân thiện mà rất là busy, chỉ không có bao giờ mà check message mà nói chuyện với lại đây gì hết á. Thì chỉ nói chuyện đây gì cũng trả lời, nhưng mà khi mà nói nhiều một chút thì tự nhiên thấy có cái gì đó nó ngộ ngộ à, rồi cái nói ở hiện tại thì em của chị đang thi hoa hậu ở Việt Nam, em có thể bấm vào link này để vote được không? Thế em mới tá hỏa tâm linh, chị này chị ở bên này, chị có cháu 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 nội cháu ngoại luôn rồi, mà cách nhà em có mấy căn quản hồ chết rồi, nghĩa là em của chị bị cái gì bị hắt lại gì sao, cho nên em cũng có nghe thoáng qua vài cái warning như vậy, cho nên em cũng không có bấm vào. Và đó là một trường hợp. Rồi một trường hợp khác là trong không có phải là con người cũng có con thì làm mỗi nhóm cũng cũng hết luôn, nhưng mà sau này rồi cái link đường cái đường link đó của chị đó là bị ăn cắp, và họ contact những cái người mà bạn bè của chị đó, mà cũng những cái người đó cũng đang bị mất tiền rất là nhiều, cho nên mỗi người phải rất là cẩn thận. Thì cái cạm bẫy á, nó không phải là chỉ đối với cái gì hiểu thì nó không phải là ở trên mạng thôi, mà nó là tất cả ở trên đời thường cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, chứ không phải là chỉ on trên on mạng thôi. Nhưng mà hôm nay mình on mạng, online thì đây gì những cái cạm bẫy mà dễ nhất mà mọi người lại không nhìn thấy, đó là cả nhà biết cái gì không, cạm bẫy dễ không để nhìn thấy. Đường Đi đường truyền của bên đây gì không có nghe em. cái gì chị Đường đường không truyền bên nghe em á. dạ, bị đứt quãng, không có nghe được Bị rõ. cắt quãng, cắt quãng. Thôi gì chắc để em nói chậm lại chút, bây giờ em cũng không có biết phải điều chỉnh cái internet như thế nào. Sorry cả nhà nha. Thì hồi nãy đây gì có hỏi là cái không biết lúc này mọi người nghe không, thì cái mà cạm bẫy mà mọi người không có nhìn thấy trên mạng đó, đó là cái thời gian mà mình spend trên trên mạng mình không có control được, và đó là cái cạm bẫy mà mạng online đã thu hút mình vào. Mà nếu mình không có biết cách control cái thời gian của mình, đó là mình sẽ mất hết thời vậy. Thì khi mà mình đặt cạm được cho những điều bổ ích hơn, thì mình sẽ dùng cái cách giải quyết cho đối với đây gì như thế nào. Nếu mà cạm bẫy hả, ai cũng thích online, vậy thì mình làm business online, mình lên trên mạng mình kiếm tiền, đó là một cái solution của đây gì để giải để sử dụng cho cái cạm bẫy online. Và cái thứ nhì, khi mà mình tham gia một cái business nào, nếu mà họ nói là free á, thì đây gì rất rất là
lo lắng, bởi vì cuộc sống này không có cái gì mà free chứ, muốn có tiền là phải work hard để mà earn money chứ không có gì mà free hết. Thì trước khi mà nếu mà mình sợ bị cạm bẫy thì mình phải tìm hiểu rất rất là rõ ràng để biết được cái công việc ở cái nào, cái mình là đào có hỏi phải có tên là không sorry Đừng nghe không đây đừng đừng truyền không có nghe. không nghe em, tệ là đường Ừ. truyền của chị nó hơi bị ngắt đoạn một chút, thì có thể là mình Ừ. chị Loan làm một người nào Ừ. đó. Chị Loan chia sẻ rồi quay lại về đây gì. Ok, rồi. Sorry mọi Đó. người nha. Chị biết ơn Phượng, biết ơn Daisy đã chia sẻ những cái cạm bẫy ở trong cái công việc mà nói là mạng xã hội hiện nay đó. Thì chị thấy là đúng rồi, rất là nhiều, thường họ thường gửi những cái link rồi những cái email giống như ở nhà chị đó, thì họ họ gửi về cho mình là cái thơ là mình chưa có đóng thuế này kia nọ, mày phải đóng cái này đóng cái kia, thì mình hãy khoan, mình mở ra mình xem cho kỹ. Nói chung là mình cần phải có lý trí để mình tìm hiểu rõ cái thông tin, cái nguồn gốc này nó từ đâu, phải bình tĩnh rồi phải phải tìm hiểu nó, cái thông tin phải rõ ràng mình tìm hiểu. Đối với công việc cũng vậy đó, thì mình muốn làm một cái điều gì đó đó, mình phải tìm hiểu thật là kỹ, đi sâu sát vào cái công việc đó họ làm như thế nào, rồi tìm hiểu những con người đó, rồi những thông tin đó mình cần phải nghĩ kỹ. Còn nhiều người đó nhiều khi là yếu lòng mềm dạ, nghe người ta nói bỏ một lời 10, nghe người ta nói bỏ hai lời 20, 30, thì nói chung là cái lòng họ đánh vào cái tâm lý con người mà đó, họ đánh vào cái lòng tâm lý con người là cái lòng tham con người. Mình cũng vậy, mình cũng tham, mình nếu mà hãy nói chung là mình ham thì mình sẽ bị mất thôi. Giống như hồi lúc trước đó thì lúc ở Việt Nam đó, thì có một người họ tới họ nói nè, tao tao cho mày, mà tại vì họ thấy mình đeo 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 vàng tay á, thì họ cho mình hai chiếc, tao cho mày hai chiếc nè, thì mày tao lấy có một chiếc trên tay mày thôi, cho mày hai chiếc. Thì mình nghĩ ủa tự nhiên vàng của ổng tới hai cái mà mắc gì ổng cho mình, mà mình không lấy mình có một cái à, thì mình phải suy nghĩ giật mình lại chứ. Nếu mà mình tham ok mình lấy thì mình cởi của mình ra cho họ, thì của mình của thiệt, của họ của giả, mà nói chung là mình nhỏ mà, thì cái màu vàng nó cũng giống giống nhau thôi đó. Thì nếu mà mình có cái lòng ham muốn thì mình sẽ lấy cái hai kia để mình đưa lại cái một này cho họ, nhưng mà mình không có lấy. Xong về nói má má ông đó đi ngoài đường mà ông nói à, đưa đưa nhẫn mày cho tao nè, tao cho mày hai cái luôn, mà con không lấy con chạy về luôn, má nói mày khôn quá mày đưa là mày cả chì lẫn chài luôn. Thì đó, ở trong cuộc sống nó có nhiều thứ họ đánh vào cái tâm lý con người thôi. Nếu mà chúng ta làm một cái điều gì đó cứ muốn tìm hiểu, mà mình phải cần hiểu rõ thông tin. Mà nói chung ở trước kia hồi Loan rất là sợ cái mạng xã hội, tại vì mình không có rành, không có biết á. Nhưng mà từ khi vào ở trong công việc kinh doanh kỹ thuật số này thì mình học hỏi được rất là nhiều thứ từ những công việc, rồi từ những anh chị em đã chia sẻ, thì mình biết đó. Nhiều khi cái account của mình, Facebook mình nó nói mày cần update cái này, mày cần làm cái này cái kia, thì mình phải chụp hình, mình hỏi coach của mình hỏi mentor của mình liền. Như vậy là sao, thì họ sẽ phân tích cho mình biết, rồi là làm sao mình sẽ biết thôi. Nhiều khi mình đâu có cái account mình đâu có bị gì đâu, nó nói mày bị rồi, mày cần update cái này, mày cần làm cái kia đó. Mấy hôm thì chị thấy hay bị như vậy đó, mà chị hay hỏi mentor của mình, rồi xong rồi mình bây giờ mình biết nó chứ, mình biết nó để mình tránh, cho nên mình đừng có né, giống như Phượng nói không né, con đường nó gồ ghề mình phải tìm cách làm sao để đi qua, nó không có gồ ghề mình đi làm sao mà nó trơn tru chứ. Còn mình né nó thì là lần sau mình cũng phải gặp nó thôi. Cho nên các bạn đừng có lo lắng, đừng có sợ. Nếu mà muốn tham gia một công việc gì đó, các bạn nên tìm hiểu rõ ràng kỹ càng về cái thông tin đó thì trước khi các bạn làm. Loan có một chút xíu chia sẻ, Loan mời Trang, em Trang chia sẻ thêm một cái cạm bẫy mà em đã gặp, hay là những cái gì mà em có kinh nghiệm đó. Chị mời em. Dạ em cảm ơn chị Loan. Hôm nay em xin chào năm chị em mình ha.
Rồi em cũng xin chào tất cả các khán giả đang xem buổi qua live trực tiếp và xem lại của chị em chúng em mỗi hàng tuần. Em có lời cảm ơn trân trọng nhất đến với khán giả là đã từng xem những buổi qua live của chị em của chúng em. Và đối với cái chủ đề mà hôm nay về cạm bẫy trên online hay làm việc thì nói về online cũng như bên ngoài đều tất cả mọi chúng ta cũng ai cũng có đôi lần thấy những cái cạm bẫy họ đưa đến. Không hẳn online không mà bên ngoài đời cũng vậy nữa, cho nên là Trang thì thật sự em cũng có một cái tính, bản tính em cũng rất cẩn thận, ít khi em tin người liền lắm, nên công việc gì là em nghe thì em nghe em hòa đồng, chứ thật sự mà tin liền thì em có tin, nhưng mà cũng hơn những cái là đó là bản thân em thôi. Nhưng mà khi được lucky em vào một cái business làm việc này á, thì em được học và được lên tất cả trong cái team, cái group của em làm, em học, em phát triển bản thân em rất là nhiều, thì em học, em biết thêm nữa là làm việc gì thì mình cũng nên nó là tìm hiểu thật kỹ. Dù cho online cũng vậy, có nhiều cái mà nó đưa đến cho mình, nó muốn mình nó giỏi lắm. Những người online có nhiều người họ rất là giỏi, là thông minh, họ làm những các cao giả để họ vô mình. Thì cũng nhờ, trước kia thì em không có rành công nghệ đâu, mà nhờ bà có business này là học á, mình làm vừa làm việc mà để mình tạo thêm cái income thứ hai cho mình, mà mình được phát triển bản thân mình nữa, cho nên em được học rất là nhiều trong cái business này, thì mình càng thận trọng hơn. Thì khi một việc gì đến thì mình cũng phải nên thận trọng xem xét cho kỹ, chứ không có phải mà tin một chiều, mình phải làm việc hai chiều và xem tất cả xung quanh của những cái background cho những cái việc làm đó như thế nào rồi mình mới quyết định. Chứ mình giống như tất cả các chị cũng nói là mình cũng không có nên mà tránh né để mình sợ, mình phải biết cách tìm hiểu để tránh nó thôi chứ không sợ. Chứ nếu mình sợ thì mình không thể mình làm được những gì mình thích và mình muốn. Mình sợ thì mình sẽ dừng chân, tại vì tất cả chúng ta ai cũng muốn phát triển hết, ai cũng muốn cầu tiến hết, ai cũng muốn thay đổi cái cuộc sống mình, bản thân mình. Ví dụ như mình làm cái gì mình cũng muốn, ví dụ như mình muốn gia đình mình tốt hơn, công việc mình nó tốt hơn, rồi thời gian mình nó rảnh rỗi hơn, hay là bản thân mình phát triển hơn, văn minh hơn, sống một cách cuộc sống nó tích cực hơn, hay mình muốn mình đẹp hơn, hay mình muốn mình thoải mái hơn, thì tất cả mọi thứ mình phải học và phải làm. Mà mình sợ thì mình không thể làm được. Học cái gì cũng vậy, cũng phải online cũng có, bây giờ toàn bộ học online hết, làm việc online, học online là phần đông, phần lớn. Cho nên thì em á, em được cái là em rất là thận trọng, em không có quyết định liền đó, em được cái đó. Nhưng mà giờ học thì mình càng thêm càng thận trọng hơn nữa, và mình xem xét, mình coi những người bên cạnh công việc làm đồng hành, và phần đông mình xem xét được rồi, mình trước khi đó mình đã kiểm tra được rồi, thì mình cảm thấy ok, mình nên quyết định chứ không nên sợ. Sợ thì không thì sẽ dậm chân mãi mãi. Và em á, thì em có một người chị làm với em, tại vì si không có được không có được làm việc trên nhiều rộng rãi với lại bên ngoài, si không có được học học nhiều trên làm việc cho online, cho nên chị không có kinh nghiệm. Còn em cũng giống chị, nhưng mà em hơn được cái là giờ em học được nhiều, em lên từ các chị, em lên từ trong team group của mình, cho nên em có thêm một phần kinh nghiệm nữa. Người ta bạn bè 5 6 năm rồi không liên lạc, hôm nay gọi phone rồi khóc, cái những giọt nước mắt khóc làm cho người mình hay dễ bị cảm động, rồi mượn mượn tiền, mượn 500 đô, rồi mượn 500 đô thấy tội quá khóc, mà làm sao thấy thương, rồi chị đồng ý với cho mượn, cho mượn xong nói là thôi cho em mượn 1.000 đồng. Nghe một qua một câu kể chuyện vậy là làm sao mình tin. Nhưng chỉ vì chị nói như Phượng nói đó, càng sợ thì càng gặp càng vấp, tại vì đâu có gặp, đâu có tiếp xúc như thế nào đâu, phải nghe là tin liền, nghe là làm liền. Cái chị mới nói là thôi chị trả mượn 500 thôi. Chị mới hỏi là em có việc gì mà em cần gấp, cho em mượn đi, cho em mượn đi rồi em sẽ nói chị sau. Tự nhiên cho mượn 500 đô rồi không biết lý do rồi đưa cho mượn mất tiền, đó là do mình không tìm hiểu kỹ, mình vội tin người quá đi, đúng không phải chị? Rồi cuối cùng đưa cho mượn xong là mất luôn, không hề gọi phone, không hề nói tiếng nào, đâu phải chỉ online không đâu mà bên ngoài cũng vậy nữa. Cho nên là em nghĩ là làm việc gì mình cũng nên là tìm hiểu cho đúng cách, rồi mình đừng có vội tin người, và mình tìm cách tránh những cái điều mà bị lừa lọc thôi, nhưng mình không sợ nó, mình phải làm việc, phải đương đầu, mình mới có kinh nghiệm, mình mới biết được đúng sai để phát triển bản thân mình và làm những gì mình muốn và thích. Chứ nếu mình muốn mình thích mình sợ
thì mình sẽ đứng đằng sau thôi, dậm chân tại chỗ và không có một cái gì thay đổi cuộc sống này. Thì đó là điều em chia sẻ một chút về bản thân em. Em trở lại về Hana, em có những kinh nghiệm gì hay những cái mắc phải gì thì em chia sẻ ra tất cả chị em mình được nghe và khán giả được biết thêm để mà mình lên lần một tí xíu. Cảm ơn chị Hana, xin chào tất cả các chị em đang ngồi ở đây và chào mọi người đang xem buổi câu live sáng thứ bảy hàng tuần. Thì nãy giờ Hana nghe các chị chia sẻ cũng rất là nhiều. Hana thì mình sẽ nói ngắn gọn những cái trải nghiệm mà cuộc sống Hana thấy và Hana cũng muốn đưa cho mọi người biết. Nếu mà những ai đã biết gặp rồi hoặc là những ai chưa gặp thì nên cẩn thận. Thì bản thân hay mà thì trong gia đình thì mình gia đình mình thì có bà con cũng vô tình đi chợ Việt Nam, thì bây giờ không phải là lừa ở online mà đây là lừa ở ngoài đời luôn. Thì vô tình ông uncle mình, ông đi chợ thì có một người Mỹ Mỹ da màu, thế là tới hỏi thăm ổng, cũng đưa cái thẻ là chỉ đường gì đó. Thì ông uncle mình, ông cũng nghĩ là ông giúp thôi. Ai ngờ trong cái thẻ đó là nó có thuốc 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 mê á, cho nên thế là nó dụ được uncle của mình, cho nó lên xe, xong rồi nó thôi miên uncle mình tới nhà băng, rút tiền đưa nó, xong mình nó bắt mình chở tới chợ lại là bỏ nó xuống. Thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ là thuốc mê nó hết, là lúc đó là mình tỉnh, mình cảm thấy mình mất tiền rồi đó, và nó cũng đi luôn rồi. Nhưng mà mình báo cảnh sát xong thì cũng cũng không giải quyết được. Thì nói chung là nhiều hồi mình trong cuộc sống ở đời thường á, mình vô tình mình nghĩ mình giúp mà người ta lợi dụng được cái lòng tốt của mình. Cho nên thiệt sự bây giờ hay là ra đường cũng không biết đâu là người thật để mà mình giúp mà đâu là người lừa luôn á. Mình nói xin lỗi chứ mình thì mình phải cẩn thận, nhưng mà mình nếu mà thấy người đó thật sự họ đang giúp mà mình từ chối thì mình cảm thấy mình cũng hơi 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 bối khó chịu. Nhưng mà khi mà giúp cũng sợ là mình không biết là phải mình là người bị lừa tiếp theo hay không. Đó, cái tình trạng rất là nhiều. Và mọi người cẩn thận, nhất là đi chợ. Bây giờ đi chợ Việt Nam cũng có nhiều người Việt Nam ở ở trước chợ, họ canh sẵn, họ ngó mình đi bước vô tiệm, mình đi xe gì, mang giỏ gì, rồi họ sẽ, nếu mà họ nhắm được một cái thành viên nào đó thì họ sẽ theo dõi mình rất là kỹ mà mình không biết họ theo dõi mình đâu. Đó là cái cuộc sống. Còn cái online thì anh này cũng có người thân luôn, là cũng vô tình là cái Facebook mình cứ gửi tới một cái link gì đó, là cứ nói là cứ tưởng là của Facebook gửi, nhắn vô đó đi rồi đổi password xong mà mất luôn Facebook. Thì đó là cái Facebook mình mất hoàn toàn. Còn nói chung là hoàn toàn luôn. Khi mà họ gửi cái link, họ tưởng mình cứ tưởng là Facebook gửi mình không mà. Nhưng mọi người ơi, khi mà thấy những cái link nào thì đừng có nhấn vô, đặc biệt là những cái link mà gọi là USPS, UPS gửi đến đó. Trời ơi, cái link mà gửi đồ tới nhiều lắm. Lúc đầu hay nào cũng gặp đó là hay nào nghĩ là mình đâu có order cái gì đâu, bạn lẽ mình list cho thử. Nhưng mà khi kinh doanh online này mình mới biết là cái lừa nó nói như thật. Thì mình có cái package đến nè, nhóm bật link này đi để confirm address trời này ơi kia. Nói chung là có nhiều thứ quá. Khi mà vô kinh doanh online thì mình mới biết là cái lừa nó rất là nhiều, và mình không có vội tin, không vội tin để mà lít vô. Bản thân Hana là người rất là dễ tin, là dễ tin lắm mọi người ơi. Hana rất là dễ tin người. Nói chung nhiều người ta nói dở mà tưởng thật không à. Cái đó cũng tình trạng nó bị hoài. Rồi có một lần hay là bị cái tình trạng là khách ạ, thì cái khách ạ nó chặt tiền mình mà mình không có rành online. Cách đây mấy năm rồi mình không rành online thì mình cũng lên Google mình search là khách ạ customer service, thì nó vô tình có một số điện thoại của người Ấn Độ mọi người. Ấn Độ cái nó gọi nói chuyện với mình. Nhưng mà sau này mới biết là khách app không có customer service number nha. Mình vô tình mình nghĩ là cái gì trên mạng cũng có, mình cũng Google mình gọi, thì nó chúng Ấn Độ. Thì chúng Ấn Độ nó hỏi mình mấy câu mình cảm thấy là không không đúng. Nên mấy câu nó hỏi là đổi account, đổi cái số này kia nọ, thì mình cảm thấy là có độ không tin cậy. Thì lúc đó hai này cũng tắt liền cái cuộc trò chuyện đó. Nhưng mà xong rồi sau đó mình hỏi bạn mình thì nó mới nói là
Cash App không có customer service trên phone, tất cả đều email và chỗ mà help support thôi. Cho nên mọi người ai có Cash App đừng có search Google mà lấy cái số phone gọi. Thì đó là cuộc sống bình thường mà Hana cảm thấy có nhiều chiêu trò quá. Thì mọi người bây giờ ai cũng xài smartphone, ai cũng nhận, đặc biệt là nhận, even người Việt Nam mình bây giờ cũng hay nhận những cái tin nhắn là anh ơi em hỏi cái này, rồi anh tới nhà em lấy đồ nha, mẹ em gửi rồi, lâu quá không gặp. Nó hỏi nhiều câu mà để chào đón mình, để mời mọc mình, để lấy sự thân thiện trước, để mà giao lưu, sau đó thì bắt đầu nó thả chiêu ra. Đó thì Hana rất là nhiều trên mạng bây giờ. Hana chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy đi. Thì cảm ơn mọi người đang theo dõi, và Hana có thể là quay lại với Phượng để mà kết thúc buổi go live hôm nay. Dạ, em rất là chị đã chia sẻ rất là nhiều, giống như chị Hana chia sẻ đó là USPS gì đó là cũng có gửi, là em cũng rất là nhận được rất là nhiều cái tin nhắn đó, rồi chồng em cũng nhận được, nhưng mà em biết rằng là em không có đợi cái đó, nên là lít vô em nói cho cái lít vô nó rất là nhiều cái mà mình cần biết để mà tránh nó, mình biết để mà mình thận trọng với tất cả mọi cái công việc, cái sự lựa chọn của mình. Cái gì nó cũng có mặt tốt và mặt xấu hết, con người bản thân mình cũng vậy, cũng có cái mặt tốt chưa tốt, thì tất cả mọi thứ ở trên cuộc sống này đều có cái mặt tốt và mặt chưa tốt. Nên là các anh chị đừng nghĩ rằng là mình né, mình tránh, mình sợ. Mình càng né, càng tránh, càng sợ thì nó càng đến với mình. Ở trong ống chắc chắn là cô đôi lúc mình cũng sẽ gặp một chút xíu lừa, nhưng mà cái lừa đó nó không đáng kể. Nó cũng là một cái học được rằng là nó giả để mình biết đường, đó là mình không có phải vất vả nữa. Nên là cái bài học nào cũng rất là quý. Giống như hôm nay bài học quý nhất của em là em được nghe các chị chia sẻ tất cả những cái mà các anh chị đã gặp, để mà em cùng với tất cả mọi người, cả nhà mình biết để mình có thể tránh được nó. Đó, nên biết là các chị rất là nhiều, chắc là khá dài rồi chúng em sẽ đây sẽ hẹn gặp lại cả nhà mình tuần tới, thứ bảy tuần tới, cùng chia sẻ một cái đề tài khác. Vậy thì chị em mình xin chào cả nhà và hẹn gặp lại tuần sau. Chúc cả nhà một ngày hẹn gặp lại tuần sau. Biết ơn cả nhà, biết ơn mọi người, cả nhà. Bye bye.